Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một tin tức ở Việt Nam và đã xôn xao ở cộng đồng mạng cả một tuần nay thưa quý vị. Và tin tức hết sức đau buồn liên quan tới một vị linh mục trẻ tuổi. Ông tên là Trần Ngọc Thanh. Xin thưa quý vị là như vậy. Thì có thể nói rằng việc ông ra đi quá sớm, ở tuổi đời quá trẻ đã gây nên một cái sự xôn xao lớn. Và đặc biệt khi ông là một linh mục của một tôn giáo, thưa quý vị. Thì có thể nói là những người có niềm tin tôn giáo lại càng sững sờ trong cái mùa Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua, thưa quý vị. Thì báo chí trong nước cũng đã đưa tin và có thể nói rằng phía công an Kon Tum cũng đã đăng tin trên trang nhà của công an Kon Tum, thưa quý vị. Thì câu chuyện được tờ Sputnik Việt Nam đăng tin cho biết rằng là khi mà vào khoảng 19:30 phút tối thì Linh Mục Trần Ngọc Thanh đã có một cái buổi giảng và sau đó thì đã có một người đàn ông tên là Nguyễn Kiên cầm dao chém, thưa quý vị, và đã chém chết. Thì tin tức hết sức xôn xao và nhiều báo đài cũng đã đưa tin từ trong nước lẫn ra hải ngoại. Và mỗi người thì nói mỗi kiểu khác nhau, cho nên cũng chẳng biết tin ai, thưa quý vị. Và cuối cùng thì tòa giám mục Kon Tum đã ra một cái thư chung nhằm trấn an dư luận vào cái dịp Tết Nhâm Dần. Và chúng tôi xin đọc cái thư chung của tòa giám mục Kon Tum để biết được phần nào câu chuyện thương tâm đã xảy ra, thưa quý vị. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và quý ông bà anh chị em trong gia đình giáo phận. Thưa anh chị em, tuy ba ngày Tết đã dần khép lại, nhưng năm mới Nhâm Dần chỉ mới bắt đầu. Tôi xin mượn những dòng chữ này để cầu chúc các thành viên trong gia đình giáo phận một năm mới Nhâm Dần nhiều niềm vui và phúc lành của Chúa. Như anh chị em đã biết, giáo phận chúng ta vừa trải qua những ngày đau buồn vì sự ra đi quá đột ngột và đau thương của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, tu sĩ dòng Đa Minh, người vừa được bổ nhiệm đặc trách giáo họ Salon thuộc giáo xứ Đắc Mót. Cho đến lúc này, vẫn còn nhiều uẩn khúc chung quanh sự việc thương tâm này. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi có thêm những thông tin liên quan để tránh những hiểu lầm không đáng có và nhất là để gia đình giáo phận thêm hiệp thông trong lời cầu nguyện, tôi xin được có đôi lời với anh chị em. Giáo họ Salon trước lâu đài vốn thuộc giáo xứ Đắc Mót. Thời gian gần đây, giáo họ đang có những bước chuẩn bị để thành lập giáo xứ mới. Trong đó có chương trình kêu gọi giúp đỡ để có thể xây dựng cho anh chị em nơi đây ngôi nhà thờ và để tiếp tục công việc của vị tiền nhiệm cha Giuse Thanh được bổ nhiệm về đây thay thế cho người anh em trong dòng. Là một linh mục còn rất trẻ, cha Giuse Thanh được biết đến như một con người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ mến. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra vào chiều thứ Bảy, 29 tháng Giêng năm 2022. Chúng tôi xin mở ngoặc là vào lúc 19:30 phút tối, thưa quý vị, và đóng ngoặc. Anh Nguyễn Văn Kiên đã ra tay sát hại cha Giuse Thanh lúc cha đang ngồi tòa giải tội sau thánh lễ. Vì vết thương trên đầu quá nặng, xin thưa mở ngoặc là bị chém hai nhát vào đầu, thưa quý vị, và đóng ngoặc.
nên cha Jusathan đã không qua khỏi. Cha mất tại bệnh viện vào lúc 23:30 thứ Bảy ngày 29 tháng Giêng năm 2022. Tuy quá bất ngờ và rất bề bộn trong những ngày giáp Tết, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân cũng đã thu xếp để đến thăm viếng, chia sẻ và dâng lễ cầu nguyện của cha Jusathan tại tu xá dòng Đa Minh và tại nhà nguyện Bladon. Đặc biệt, gia đình giáo phận cũng đã quay quần dâng lễ và tiễn biệt cha trước khi cha được đưa về an táng tại cộng đoàn Marino Hồ Nai Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng anh chị em. Xin thưa, đó là thư chung của tòa giám mục Quantum nhằm trấn an mọi người trước một cái tin tức hết sức đau lòng. Thì câu chuyện đã được nhiều báo đài trong tuần đăng là có một anh tên là Nguyễn Kiên. Thì anh là một trong gia đình công giáo, thưa quý vị, và bản thân anh cũng là một người con chiên theo đạo công giáo hay còn gọi là Thiên Chúa giáo. Thì anh cũng sinh hoạt bình thường, cũng có cha mẹ anh em, thưa quý vị. Tuy nhiên anh có một cái tính khí bất thường, khác thường, và biểu hiện nếu có người nói nặng ra thì anh dường như là bị vấn đề về tâm thần, bất an, bất ổn, và nhiều người có thể nói đó là khùng, thưa quý vị. Thì bình thường anh cũng lao động bình thường, cũng đi sinh hoạt bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng thì anh la hét, đập bàn thờ ở nhà và cho rằng là đã có người cản trở anh lấy vợ, thưa quý vị, hoặc là đã có những ý đồ xấu đối với anh. Thì những lúc đó anh như đang lên cơn và la hét rất nhiều. Thì trở lại cái buổi gọi là chiều thứ Bảy ngày 29 tháng Giêng, thì bất ngờ là anh Nguyễn Kiên này đã cầm dao và xông lên chém hai nhát vào đầu của linh mục Nguyễn Văn Thành, và có thể nói gây rúng động cho khoảng 20 người đang dự lễ, thưa quý vị. Thì sau đó thì có một người đàn ông ngồi ở ngay cái cây đàn piano đã lập tức chạy lên can ngăn, nhưng cũng bị chém, thưa quý vị. Và người này đã quay lại dùng cái ghế của đàn piano để đỡ và chạy thoát, thưa quý vị. Nói chung là chạy tháo thân. Thì có thể nói là sự việc diễn ra rất nhanh và rất kinh hoàng khi mà vị linh mục Trần Ngọc Thành bị chém và ngã gục tại chỗ. Thì những người còn lại hò hét và tìm cách bắt giữ cái ông Nguyễn Kiên này. Thì ông Nguyễn Kiên này là một người, như tôi có nói, là lúc bình thường thì cũng là một người bình thường, cũng có Facebook, cũng có tương tác. Nhưng ông Nguyễn Văn Kiên này, theo như gia đình kể lại, là thỉnh thoảng thì ông lên những cái cơn giận dữ bất bình thường, thưa quý vị, la hét, đập phá, rồi cho rằng có người cản trở cái việc lấy vợ hôn nhân của mình, vân vân. Thì đây là cái sự việc diễn ra như thế và mang cái tính chất cá nhân. Tuy nhiên ở đây, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng, thì có đã những tin tức tiêu cực đưa ra và có mang cái tính chất xuyên tạc, hoặc mang cái tính chất bôi đen, hoặc là mang cái tính chất nó ăn không nói có, thưa quý vị, nói không đúng sự thật, như là cái thư chung đã giải thích rõ ràng. Chẳng có một cái âm mưu giết người nào cả, chẳng có một cái thế lực nào nhằm giết linh mục Trần Ngọc Thành cả, thưa quý vị. Và cũng chẳng có những cái tư thù
thù oán cá nhân nào cả. Sự việc chỉ là một cá nhân là ông Nguyễn Văn Kiên có biểu hiện tâm thần loại nhẹ và đã ra tay sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh một cách dã man, thì chúng tôi cũng xin lên án việc giết người dã man này của ông Nguyễn Văn Kiên, hay còn gọi là sát thủ Nguyễn Văn Kiên, thưa quý vị. Và hiện nay thì công an Quantum đã chính thức bắt giam và khởi tố ông Nguyễn Văn Kiên với tội danh giết người. Xin thưa quý vị là như vậy. Và hiện nay là đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ khởi tố ông Nguyễn Văn Kiên về tội danh giết người. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra ở giáo họ Salon thuộc giáo xứ Đắk Bok. Thì câu chuyện nó chỉ là như thế. Và mọi người thì cũng đang hết sức đau buồn, thưa quý vị. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chia buồn đến gia đình của ông Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Và cũng xin quý vị khán thính giả không nên hoang mang trước những tin tức mà mang cái tính chất xuyên tạc, bịa đặt, ăn không nói có, thưa quý vị. Thì câu chuyện nó chỉ xảy ra như thế và báo chí trong và ngoài nước cũng đã đưa tin. Nhưng mà trên cộng đồng mạng thì có những thành phần xuyên tạc câu chuyện, biến thành ra như là một cái âm mưu, một cái thế lực nào đó nhằm ám hại vào linh mục Trần Ngọc Thanh. Mà trên thực tế thì không hẳn và không chắc xảy ra như thế. Vì người dân ở trong cái giáo họ Salon này cũng đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Câu chuyện chỉ là ông Nguyễn Văn Kiên cầm dao chém chết người, thưa quý vị. Còn việc ông Nguyễn Văn Kiên có uống thuốc ngáo đá, có hút cỏ hay có nhận tiền, nhận bạc của ai thì chắc chắn là bên phía công an họ sẽ điều tra thêm để nhằm mục đích là đưa ra ánh sáng những cái hành vi đen tối như thế, thưa quý vị. Câu chuyện là đang tiếp tục điều tra. Thì chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện về việc linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại bởi hung thủ Nguyễn Văn Kiên. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.